Rồi Ngọt chào tất cả anh chị nha. Chiều hôm nay Ngọt sẽ đăng bán cho anh chị một em siêu phẩm nha. Em dùng đúng từ là siêu phẩm nha. Honda Supreme tem hồng đời 1999. Xe này là zin nguyên bản tuyệt đối nha, từ nước sơn cho tới máy móc nha. Chất xe hôm nay Ngọt bán chất xe là khá nha anh chị, chất xe cọp nha. Nhưng mà hôm nay Ngọt bán với giá tầm trung nha. Cho nên anh chị nhớ coi hết cái clip nha, em sẽ báo một cái giá cực kỳ tốt cho anh chị luôn. Xe này là chính chủ biển số thành phố nha anh chị. Những cái xe giá trị cao thì hôm nay Ngọt xin phép là không quay biển số xe ha. Rồi thì anh chị nào mà muốn sưu tầm cái xe này đó thì liên hệ ngay cho Ngọt nha. Sơn zin 100% cả xe nha, Ngọt bao là không giảm sút bất cứ một cái chỗ nào nha. Vàng đồ bạc còn cực kỳ đẹp luôn. Cái xe này nếu mà anh chị nhìn từ xa thì anh chị nghĩ là một cái xe nó đang dọn lại đó anh chị. Đó, dọn lại rồi đó. Nhưng mà thật sự là mình nhìn gần mình mới biết là một cái xe zin nó đẹp tới cỡ đó đó. Rồi thì anh chị nhớ coi hết cái clip nha. Bây giờ Ngọt đang gá cái bẩn vô, chỉ có gá thôi. Ốc tán thì Ngọt để ở đây ha, gá vô để mình quay có cái bẩn luôn cho anh chị coi ha. Cái bẩn này là đẹp, không bị lỗi bất cứ một cái chỗ nào nha. Ra nắng thì nó lên cái nước vàng mở gà rất là đẹp ha. Đó, bẩn này bẩn zin theo xe không bị lỗi luôn nha. Sẵn ở đây Ngọt sẽ quay cho anh chị coi cái bẩn ha. Rồi xong mình tháo cái bẩn ra, mình cho anh chị coi tới phần chi tiết ở trong luôn. Đó, coi nó đẹp cỡ nào, có xứng đáng với cái đồng tiền hôm nay mình bỏ ra hay không ha. Rồi, ok, đó, đẹp từ trong ra tới ngoài luôn nha anh chị. Rồi, bây giờ Ngọt sẽ tiến hành tháo cái bẩn ra, xong mình sẽ review chi tiết từng phần nha. Rồi, Ngọt đã gỡ cái bẩn ra rồi ha. Thì dẹp cái bẩn qua một bên đi, lát hồi em sẽ quay ở trong cái bẩn cho anh chị coi ha. Cái nhân vật chính chúng ta ngày hôm nay vẫn là cái xe này ha. Rồi, thì ngày hôm nay Ngọt sẽ quýnh đầu tiên trực tiếp là vô cây sườn nha, thùng xăng nha, cho anh chị coi ha, cái xe này nó đẹp cỡ nào. Đó, cây sườn phải nói là cây sườn cực phẩm luôn nha anh chị ha. Rồi, Supreme tem hồng đời 1999, tính tới thời điểm này là 30 năm có rồi nha anh chị. Đó, 20 mấy 30 năm rồi mà cái nước sơn nè, cây sườn là còn cỡ này mà anh chị, giờ khó kiếm lắm nha. Đó, từng chi tiết nè, xanh rì hết nha. Rồi bây giờ Ngọt sẽ quýnh vô ở dưới cái mình sườn ở dưới cho anh chị coi luôn nè, nó đẹp tới cỡ nào. Đây là anh chị, đó, đẹp là đẹp từ trong ra ngoài, đẹp lên tới nóc luôn ha. Đây ha, đó, ở trong cái nước sơn của nó còn đỏ luôn nha anh chị nha. Đó, đẹp là đẹp, phải đẹp từ trong ra tới ngoài vậy nè. Đó, nó đẹp lên tới nóc sườn luôn á. Rồi đó, anh chị thấy không, nước sơn nè. Trời ơi, nước sơn còn quá đẹp luôn ha anh em ha. Rồi, ok, bây giờ Ngọt đóng cái yên xuống ha. À, cái yên này nè, đúng năm đúng đáp luôn nha anh chị, 99 nè anh chị, thấy không? Đó, cái chấm sơn của hãng ngay đây còn luôn ha. Từng con ốc nè, từng con ốc nè, vàng ươm ha. Đó, quá đẹp luôn anh em, cản nè. Rồi, ok, bây giờ Ngọt sẽ review tiếp từng phần ở trong cho anh chị coi nha. Bây giờ Ngọt sẽ review tiếp theo ha, từ trên xuống dưới và từ trái qua phải ha. Đây, đầu tiên cụm đồng hồ zin cực kỳ sắc nét bán cạnh luôn. Đó, anh chị nhìn nè, chứng tỏ một cái xe người ta ít sử dụng, ít đi nè, cho nên cái nhũ bạc ở trên cái mặt đồng hồ nè, đó, nó còn luôn ha, theo năm tháng nè, nó hơi ố vàng nè. Đó, những chi tiết này mà chi tiết ăn tiền của thời gian nha anh chị. Rồi qua tới đây cụm công tắc zin nè, chữ choke là còn đỏ ao luôn ha. Đó, nút nào là ra nút đó nha. Thậm chí cái di động ở đây nè, cái bao tay zin á anh chị, theo năm tháng á, nó bị co rút vô anh chị, cái cao su nó bị rút lại á, nó lòi ra cái nước sơn của bao cái di động nè anh chị, thấy không? Đó, còn quá đẹp luôn anh chị. Rồi tiếp theo là cụm công tắc zin, bên đây là HLB ha, nút xì ta đỏ ao luôn ha, bao tay zin nè anh chị. Đó, anh chị nhìn những cái mà chi tiết mà inox nè, bọc inox nè, anh chị biết là những cái người lớn tuổi từ ngày xưa người ta đi tới giờ rồi anh chị. Đó, những cái chi tiết mà bọc cái tay lái inox nè. Rồi tem ở đây là không bị lỗi luôn nha, thẳng băng nha anh chị nha. Đó, cái nắp bàn thờ này phải nói là quá đẹp luôn anh chị, không có bị bạc màu và cũng không có bị chết keo ha. Cái xe này may mắn một cái là chủ không có dán keo luôn nha. Đó, không có dán keo ở đây ha. Đó, cho nên cả xe này là không có dán keo chỗ nào hết nha anh chị. Đó, cho nên may mắn một điều là vậy. Rồi, đặc biệt nha, chìa khóa zin theo xe còn đủ 2 triệu luôn. Đó, rồi, ok nha. Bây giờ Ngọt sẽ quay tiếp cho anh chị coi ha.
Rồi bây giờ Ngọc quay qua tới phần bên đây tiếp theo cho anh chị coi ha. Chuyến AB nè. Đó anh chị nhìn nè, cặp kiến xin theo xe mà người ta để lâu ngày anh chị, người ta không có gắn vô anh chị, người ta để trong tủ đó, cho nên cái kiến nó bị móc anh chị. Đó, cái chân nó bị móc hết rồi. Đó, hai bên nè, móc trắng trắng ha. Rồi ở đây nè, những cái phần tiếp theo dưới đây mới là phần ăn tiền nè, anh chị coi nè. Đó, trời ơi, tính tới thời điểm này nè, kiếm một chiếc Supreme mà còn cỡ này nó khó lắm nha anh em nha. Đó, sườn là đẹp từ trong, Ngọc dùng từ là đẹp từ bên trong ra tới bên ngoài luôn ha. Những cái băng keo này là còn hết luôn nha. Đó, ốc số 8 nè. Nè nè nè, bây giờ Ngọc liên cái máy từ từ cho anh chị coi cây sườn nè. Đó, đẹp không anh chị? Đó, đẹp từ trong ra tới ngoài luôn. Những cái chi tiết này nè, cái dây nó cạy vô nè, đó là bắt buộc phải có nha. Cây sườn nào bắt buộc cũng phải có nha, nếu mà không có là cây sườn nó sơn lại rồi nha. Đó, ăn tiền là ăn tiền những cái chi tiết này nè. Đó, theo năm tháng nè anh chị. Rồi, đây, quay tiếp theo. Cái phần quan trọng nhất là cái phần cái cục máy ha, bình xăng con ha. Bình xăng con zin theo xe lấp lánh 7 màu luôn ha. Rồi, máy móc là zin nguyên bản tuyệt đối, đầu nồi zin chưa rớt nha. Đây, đó, máy móc là nguyên zin ha, cực kỳ đẹp luôn. Cái đời này thì gọi là rim Việt máy Thái đời đầu, thì xài chung đầu lòng ET với rim Thái ha anh chị ha. Đó, cái nước sơn lòng của nó mà nó còn đen mung luôn ha, nó không có bị xét luôn nha anh chị nha. Một cái xe người ta cử giữ gìn rất là kỹ mà người ta rất ít đi, thậm chí cục đời nè, cục đời mà cái tem đời mà nó còn vàng cà luôn nè. Đó, đó anh chị thấy không, những con ốc này là chưa có dừng từng có dấu dặn ra bao giờ hết. Rồi, ok ha. Rồi bây giờ họ sẽ quay xuống tiếp theo phần bên đây cho anh chị coi ha. Mỏ về ha anh chị ha, nước sơn còn rất là đẹp. Cái xe này là không dặm tuốt bất cứ một cái chỗ nào nha, thậm chí mỏ về và cây phuộc không dặm tuốt luôn nha anh chị. Đó, nè anh chị, nó có chày nhẹ theo năm tháng một số chỗ ha, chày lông mèo ha, là không tránh khỏi nha. Đó, chày như vậy rất là ít rồi ha. Đó, giữ gìn rất là kỹ ha, cho nên cái nước sơn mới còn bảo quản được cỡ này nha anh chị. Rồi, đây, Ngọc Ly cái máy từ từ cho anh chị coi nè. Nè anh chị nhìn nè, cái phuộc nè, xe này vàng đồ bạc là phải nói là còn xuất sắc luôn. Đó, phuộc nè, phuộc zin nè, căm zin nè, niền zin theo xe nè, một cặp trước sau ha, Goshi nè, mã DI ha. Lát hồi Ngọc quay cái niền sau cho anh chị coi ha. Rồi, bây giờ quay qua cái phần lốc nồi nè. Cái xe này anh chị được một cái cặp lốc á, là ăn tiền cặp lốc nha anh chị. Là Ngọc đánh giá cặp lốc này là được điểm 10 ha. Đây nè anh chị. Đó, anh chị nhìn nè, anh chị nhìn kỹ vô nè. À, một cái lốc á, nước sơn zin là một chuyện nha, nhưng mà cái lốc của nó, cái nhũ anh chị, quan trọng là cái nhũ bạc ở trong á, tất nghĩa là cái lớp kim tuyến đó, anh chị thấy mà nó nổi cái lớp kim tuyến lên không? Đó, nó còn cái kim tuyến nó hộp lấp lánh lên đó, mới là ăn tiền ha. Đó, cái xe này nè anh chị, đó, Ngọc quay cái góc độ này Ngọc cho anh chị thấy à, cái độ lấp lánh của cái lốc nè, đó, cái nhũ nè ha. Đó, nó ít chày là một chuyện nha, mà nó còn đẹp hay không là một chuyện khác nữa nha. Đó, những cái chi tiết này nè anh chị, nước có động vô, khi mà rửa xe nước có động vô, xe nào bắt buộc cũng phải có, cũng phải nổ nha anh chị nha. Quan trọng là nổ ít hay nổ nhiều thôi. Rồi, ốc chỉnh nồi là chưa chỉnh luôn ha, ốc tán này nọ nè, chưa có bị sét luôn ha, còn xanh rì luôn nha anh chị nha. Đó, rồi, ok ha, số 8 nè. Rồi, cái xe này Ngọt nói là đẹp từ trong cây sườn đẹp ra luôn á anh chị. Đó, những cái xe đẹp hay không á, mình nhìn những cái hốc sườn, cạnh sườn như vậy nè, đó, mình nhìn ốc tán của nó nè. Đó, tại vì những cái chi tiết này là những cái chi tiết mà nước nó hay văng vô nhất, mà khó vệ sinh nhất. Đó, nếu mà những cái xe đi mà giữ gìn không kỹ hoặc là đi nhiều á, những cái chi tiết này nó bị xét hết rồi anh chị, nó không có được đẹp vậy đâu. Rồi, ok ha. Rồi bây giờ Ngọc quay tiếp theo phần dưới đây cho anh chị coi nha. Cây bô, trời ơi, tới cây bô này phải nói là cây bô này như cái kiếm luôn á. Bô này bô zin theo xe nha. Lát hồi Ngọc quay xuống cái cổ bô mà cho anh chị coi cái cổ bô mới hết hồn, cực kỳ đẹp cái cổ bô luôn. Rồi, đây nè, đẹp quá anh chị ơi. Đó, bô zin theo xe nè. Cái bô zin theo xe thì cái tiêu đó tiêu nhỏ nha. Đây Ngọt cố gắng là Ngọt nhích cái xe lên xíu, Ngọt quay cái tiêu bô cho anh chị coi ha. Đây nha, đó anh chị, đó,
bộ zin theo xe tiêu nhỏ nè, tiêu đích nhỏ nè, đó là bộ zin theo xe ha. Rồi ốc tán nè, trời ơi những con ốc này là chưa từng có một dấu dặn ra bao giờ nha. Cây phột này nè anh chị thấy không, cái nước nhôm của nó đó, nó còn cái lớp keo á, lấp lánh luôn ha. Đó đùm niền nè, trời ơi phải nói là quá đẹp luôn anh em. Xe này xứng đáng để anh em mình chơi sưu tầm nha. Rồi bây giờ quay xuống dưới đây cho anh chị coi nè. Đó anh chị thấy không, nó đẹp là đẹp từ trong ra tới ngoài luôn, đẹp bên trong từ trong cây sườn ra tới ngoài luôn á. Đó. Rồi ha, Ngọt đã quay rất là chi tiết cụ thể cái phần phía bên đây rồi, bây giờ Ngọt sẽ chở cái đầu xe qua, Ngọt quay phía bên kia cho anh chị coi nha. Rồi bây giờ Ngọt quay qua tới phần tiếp theo bên đây cho anh chị coi nha. Đây ha, lia cái máy từ từ thật chậm cho anh chị coi nè. Đó anh chị nhìn cái dàn đầu bạc nè, thấy không, nó ít chày là một chuyện, nó còn bạc là một chuyện, mà nó còn bóng cái lớp nhũ hay không là một chuyện khác nha. Đó ăn tiền là nó bóng cái lớp kim tuyến lấp lánh của cái lớp nhũ anh chị, đó anh chị thấy không, đó nó còn cái đậu bóng nha, đó là một chuyện khác. Rồi ok nha, cốt đúng cốt chấm bi nè, đó đúng cốt super rim luôn, cốt chấm bi đó, từng con ốc từng cái bách thắng ha, không bị xét luôn ha. Đó nước xi nè, xanh rì bảy màu luôn ha. Rồi đó anh chị thấy GN5, đó anh chị thấy không, em quay ở trong cái góc này là anh chị thấy nè, đó nó còn cái lấp lánh cái kim tuyến cái lấp nhũ nè, đó mới là ăn tiền ha. Rồi trời ơi nhìn cái cục đầu bò nè, không chịu nổi luôn á nè, cái máy zin nguyên bản đó, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Ôi thôi quá đẹp luôn anh em ơi. Đó xe này là xích cam chưa thay luôn nha anh chị nha, đúng chất một cái xe cọp nha, xích cam chưa thay luôn nha. Đó đầu nồi chưa rớt, thậm chí xích cam chưa thay. Rồi quay từ từ bên đây cho anh chị coi nè, đó cái tem dây điện sườn ở đây còn luôn ha. Những cái xe này là Ngọt hạn chế, Ngọt rửa lắm nha, đó không có dám rửa nhiều nó sẽ mất đi những cái chi tiết này ha, uổng lắm đó. Rồi ok ha, đó anh chị thấy không, được một cái nữa nè, em nói anh chị nè, xe này bộ tem không có bị lỗi nè. Rồi một cái xe này giữ gìn bộ tem cực kỳ kỹ luôn, không bị lỗi bộ tem nha. Đó tem không rách không lỗi nha, sườn zin cực kỳ đẹp, xứng đáng để anh em mình chơi sưu tầm nha. Đó anh chị nhìn nè, cặp lốc này là em đánh giá cặp lốc này là xứng đáng được điểm 10 nha. Đó ở đây nè, những cái chi tiết này, những chi tiết theo thời gian nè, đó bắt đầu nó lên bông rễ tre nè anh chị thấy không, những cái xe lúc nào cũng bị nữa. Đó nó chưa có xuống mà nó bị nổ à, nó chỉ bị lên rễ tre một chút xíu à, mình nhìn vô kỹ mình mới biết nha anh chị nha. Đó đó nhìn ở xa này là mình không thấy, nhìn gần mình mới thấy ha, tưởng lốc sơn lại không á, nhưng mà thật ra nó nước sơn zin nha. Đó anh chị thấy không, lốc nước sơn zin nè, theo năm tháng nè, ở đây động nước xuống nè, xe nào cũng bị hết á, nổ lốc nổ vậy rất là ít. Rồi quan trọng em nói, quan trọng là nổ ít hay nổ nhiều thôi, xe nào cũng bị hết nha. Rồi trời ơi đẹp quá anh chị ơi, xe này nhìn dàn đồ chịu không nổi luôn. Rồi bây giờ Ngọt sẽ quay qua tới phần tiếp theo quan trọng cho anh chị coi là cái cổ bô ha. Đây đó anh chị nhìn nè, đó Ngọt nói cây bô là đúng như cây kiếm luôn ha. Ở đây nè, dơ nè, mình đâu có rửa đâu, đó đâu rửa đâu anh chị. Đó đó anh chị nhìn cái cổ bô, nhìn giùm em cái cổ bô ha, không có bị xét luôn ha. Đó nó hơi nổ nước xi nhẹ ở đây một chút xíu nè, đó không bị xét luôn ha, chứng tỏ một cái xe người ta đi giữ gìn cực kỳ kỹ mới còn được như vậy ha. Rồi à gặm máy nè, trời ơi anh chị nhìn nè, ốc tăng cam mà nó còn không bị xét nữa mà, đó quá đẹp luôn anh em ơi. Rồi qua tới phần tiếp theo bên đây, cái cặt tay anh chị nhìn, cái cặt tay này xứng đáng là được điểm 10 luôn nè, không bị lỗi một chút xíu nào hết trơn, tem nè còn yên nguyên luôn ha. Đó em nói rồi, một cái xe zin đẹp là một chuyện, mà cái nước sơn cái nhũ của nó đó, nó còn kim tuyến, nó còn lấp lánh, nó còn độ bóng là một chuyện khác ha. Đó anh chị nhìn thấy không, nước sơn nó căng bóng lên luôn ha. Nè những con ốc này nè còn nước xi luôn, chưa từng tháo ra bao giờ ha. Đó
Rồi, ok thôi. Bây giờ Ngọt sẽ tiến hành Ngọt nổ máy ha. Trước khi nổ máy, Ngọt sẽ quay lại cái bẩn một lần nữa bên trong cái bẩn cho anh chị coi ha. Đây, bẩn này nè chị, bẩn đúng đề dính chính luôn. Đó, đó chính chính luôn, quá đẹp luôn. Đó, ngã vàng, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Rồi, ok bây giờ em sẽ tiến hành em nổ máy, em vô nổ máy nha. Rồi bây giờ Ngọt vô Ngọt nổ máy nha. Cái xe này máy êm lắm nha anh chị, đầu nồi chưa rớt ha, cái xe rất là ít chạy ha, chủ xe đi giữ gìn cục máy rất là kỹ cho nên cục máy êm lắm. Rồi bây giờ là thử nè, báo mo lên nè, xi nhan nè, đó xi nhan hai bên lên ha, kèn nè. Một cái xe cọp không thể thiếu những chức năng này nha. Đó, rồi bây giờ là Ngọt nhấn đề, Ngọt không cần lên ga nè. Đó, nổ máy rồi đó anh chị. Cái máy này phải nói là cục máy nó êm êm như xe điện vậy. Mình đứng đây cách đây khoảng một bước chân nè, không biết nó đang nổ máy luôn, không nghe tiếng máy nó nổ luôn. Bây giờ em cho anh chị nghe tiếng máy tiếng bô ha. Đó anh chị nghe găng ti mà nó nhuyễn nhừ luôn á. Tưởng chừng như là muốn đang tắt máy luôn rồi anh chị. Đó găng ti tiếng nó nhuyễn từng tiếng luôn á. Rồi, hiện tại là Ngọt đang quay sát bên cục máy luôn á, mà mình không nghe được tiếng máy nổ, cực kỳ êm. Rồi, ok ha. Đó, máy sát thủ nha anh chị, máy cực kỳ êm luôn. Rồi, ok, bây giờ tắt máy xong mình vô mình báo giá nha. Rồi thì bây giờ Ngọt sẽ vô Ngọt báo giá nha. Thì Ngọt nhắc lại nha, cái xe Ngọt đang đăng bán cho anh chị ngày hôm nay là Honda Super Rim tem hồng đời 1999, rim Việt máy Thái, là thế hệ đầu tiên của cái dòng Super Rim xài chung cục máy với rim Thái ha. Ngày hôm nay Ngọt bán cho anh chị cái chất xe này là chất xe cạp nha, sơn zin 100%, chưa qua có xử lý mông má hay dặm tuốt bất cứ một cái chỗ nào nha. Máy móc là zin nguyên bản tuyệt đối, đầu nồi chưa rớt nha. Hôm nay Ngọt bán xe này là xe cọp, nhưng mà Ngọt bán ở mức giá tầm trung nha anh chị. Ngày hôm nay Ngọt bán xe này với giá là 60 triệu, chỉ có 60 triệu thôi nha anh chị. Giá thật sự rất là hợp lý ở thời điểm hiện tại so với một cái chất xe đẹp zin mộc mạc cỡ này nha. Đó, hiện tại thị trường dòng Super Rim tem hồng 1999 này thì có nhiều xe nha, nhưng mà để kiếm được một cái xe zin đẹp cọp cỡ này thì bây giờ khó lắm nha anh chị. Đó, cho nên anh chị coi được cái clip của em á thì bóc cái máy lên alo cho em liền nha. Số điện thoại là 0393399939 nha. Những cái mặt hàng này không phải lúc nào cũng có đâu nha anh chị. Thật sự một cái xe Super Rim tính tới thời điểm này mà còn đẹp như vậy rất là hiếm hoi rồi nha anh chị, không phải là dễ dàng kiếm đâu. Rồi, đó anh chị nhìn nước sơn nè. Rồi ok ha. Thì với giá 60 triệu này Ngọt sẽ bao anh chị rút hồ sơ nha. Đó, thì anh chị nào mà có vận chuyển xe đó ở tỉnh á thì vui lòng cộng thêm cái phần mà chi phí vận chuyển vô cho Ngọt nha. Cái giá này á, thật sự Ngọt lời rất là mỏng rồi. Tại vì những cái dòng xe này mình thà mình lấy về mình bán mình lời mỏng, nhưng mà được một cái bù lại là gì? Cái chất lượng của sản phẩm mình mang tới đối với khách hàng ha, đem lại cho khách hàng ha, được một cái chất lượng nè, thứ hai là uy tín nè. Đó, cho nên anh chị về là chỉ có việc trưng bày hoặc là sử dụng thôi. Rồi, em cảm ơn anh chị nha. Anh chị có coi được cái kênh của em cho em xin một cái nút đăng ký kênh ha, để mình về những cái dòng xe khác nữa mình cập nhật lên mình mua nha. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Bye bye anh chị nha.